Cập nhật tin tức về dịch Covid-19 mỗi ngày trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật. Trên thế giới, thử nghiệm vắc xin Covid-19 đầu tiên trên người có kết quả khả quan. WHO vẫn còn sớm để lạc quan về con đường tìm kiếm vắc xin Covid-19. Lý do Triều Tiên tham gia cuộc chạy đua tìm kiếm vắc xin Covid là gì? Tại Việt Nam, có thêm 12 ca mắc mới COVID-19 đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hơn 580 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Có 4 phương án đưa lao động từ Guinea Xích đạo về nước. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 7, số người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây ra đã vượt 14,8 triệu ca với hơn 610.000 người thiệt mạng và hơn 8,9 triệu ca bình phục. Cho đến nay, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ, tâm dịch lớn nhất thế giới đã vượt 3,9 triệu người với hơn 143.000 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Brazil với hơn 2,1 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 80.000 ca tử vong. Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ ba trên thế giới với hơn 1,1 triệu ca nhiễm, hơn 28.000 ca tử vong. Nga đứng thứ tư với hơn 777.000 ca nhiễm và hơn 12.400 ca tử vong. Hiện trên thế giới có 22 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 từ 100.000 ca trở lên. Theo kết quả thử nghiệm được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, vaccine được phát triển bởi công ty dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh có tên gọi là AZD1222 đã không thể hiện bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào và đã thành công trong việc kích thích sản sinh tá bào kháng thể T. Tác dụng này được cho là hiệu quả nhất với những người được tiêm hai liều. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo đây mới chỉ là kết quả sơ bộ. Các nhà nghiên cứu cho biết, vaccine có thể gây ra một số tác dụng phụ nhỏ cho một số người, nhưng chúng có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng paracetamol. Thử nghiệm trên bao gồm 1.077 người trưởng thành khỏe mạnh, có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi và không có tiền sử mắc COVID-19. Vừa qua, ông Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã hoan nghênh những kết quả khả quan trong việc nghiên cứu vaccine COVID-19. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để chống lại trận chiến này. Cho đến nay, đã có hơn 100 loại vaccine đang phát triển và thử nghiệm lâm sàng trên khắp thế giới. Trong số đó là công ty dược phẩm AstraZeneca. Dưới sự phát triển của Đại học Oxford, Mỹ đã nghiên cứu thành công vaccine được đánh giá là an toàn và tạo ra phản ứng miễn dịch trong các thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn đầu của những người khỏe mạnh. Vẫn chưa có loại vaccine COVID-19 nào được thông qua một cách chính thức. Tuy nhiên, ông Marjan cho rằng vaccine mà công ty AstraZeneca phát triển là một ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc chiến này thật tốt khi nhìn thấy thành quả của những nhà nghiên cứu họ đã làm việc rất cực lực tôi xin phép được chúc mừng họ đây là một kết quả tích cực và xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra tuy nhiên vẫn còn quá sớm đã khẳng định điều gì đây chỉ là những cuộc nghiên cứu giai đoạn một chúng ta cần chuyển sang quy mô lớn hơn vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước Phát triển vaccine trong bối cảnh thế giới đang hứng chịu liên tiếp hàng loạt đợt bùng phát dữ dội của dịch bệnh đã là một thử thách. Sản xuất thành công và cung cấp đủ cho cả thế giới là là một câu chuyện khó khăn hơn gấp nhiều lần. Triều Tiên đã tuyên bố sẽ gia nhập đường đua tìm vaccine cho đại dịch COVID-19, một cuộc chạy đua tốn hàng tỷ đô la trên toàn cầu có sự góp mặt của những chuyên gia y tế hàng đầu thế giới, Tuy vậy, nghi vấn được đặt ra là tại sao một quốc gia chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào và nền kinh tế thì đang kiệt quệ lại đầu tư thời gian, tiền và nguồn lực để phát triển vaccine. Dù vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng nào, nhưng khả năng cao là Bình Nhưỡng đang thực sự cảm thấy lo sợ đại dịch này. Cũng có thể đây là một nỗ lực tuyên truyền hình ảnh của lãnh đạo Triều Tiên cho thấy ông sẽ đương đầu với thách thức và bảo vệ người dân nước mình. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên coi đại dịch Covid-19 là một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, đây là một động thái đúng đắn vì nền y tế nước này sẽ nhanh chóng bị vỡ trận nếu bị đại dịch ảnh hưởng. Rất nhiều các cơ sở y tế của Triều Tiên không có nguồn điện và nước sạch đủ dùng, còn thuốc men và các thiết bị y tế thì luôn trong tình trạng thiếu thốn. Khả năng xét nghiệm cũng là một vấn đề mà nền y tế nước này gặp phải. Tính đến đầu tháng 5, mới chỉ có 922 người trong số 25 triệu dân Triều Tiên được xét nghiệm. Vì vậy, các chuyên gia đang hoài nghi về con số không ca nhiễm Covid-19 của Triều Tiên vì virus corona này có khả năng lây lan chóng mặt. Thế nhưng dù thế nào đi nữa thì đại dịch có vẻ đã được kiểm soát ở đây. Và đầu tháng này, ông Kim Jong Un đã khen ngợi những nỗ lực chống dịch của Triều Tiên và gọi đó là một thành công vang dội. Tuy vậy, ông cũng kêu gọi các quan chức không được chủ quan trước tình hình đại dịch vẫn còn đang hoành hành trên khắp thế giới. Số ca nhiễm COVID-19 đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 3 tuần qua. Tây Ban Nha đang cực kỳ hỗn loạn vì phải giải quyết các cụm dịch ở những nơi được giãn cách ly sớm. Trước khi dịch bệnh bùng phát, số ca nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha chỉ nhỏ giọt, nhưng sau đó 201 ổ dịch đã bùng phát ở hai thành phố Barcelona và Lida. Hiện quốc gia này có tổng số ca mắc COVID-19 là gần 265.000 ca, với khoảng 28.000 ca tử vong. Thung lũng Yoshimai thuộc vườn quốc gia Yoshimai nằm ở phía tây của dãy núi Sierra Nevada, quận Mariposa, tiểu bang California, Mỹ. Chính quyền địa phương Mariposa đã bắt đầu thu thập mỗi tuần một lần nước thải của thung lũng Yoshimai từ ba cơ sở xử lý nước thải vào cuối tháng 5. Các mẫu nước thải này sau đó sẽ được gửi đến công ty Piobos Boss để phân tích xem nước thải ở đây có chứa chất độc hại gì hay không. Kết quả là trong nước thải từ thung lũng Yoshimai có chứa virus SARS-CoV-2. Các quan chức y tế cho rằng kết quả đó đồng nghĩa với việc những người mắc COVID-19 đến tham quan và sau đó đã phân tán virus vào thung lũng này. Bên cạnh việc thử nghiệm mẫu nước thải, chính quyền quận Mariposa cũng bắt buộc các khách sạn phải để trống trong một ngày trước khi khử khuẩn định kỳ. Điều này đã gây ra phản ứng dữ dội trong các chủ khách sạn quận Mariposa có kế hoạch thử nghiệm nước thải cho đến tháng 1 năm sau với tổng chi phí lên đến khoảng 88.000 đô la Mỹ. Chính quyền dự định sẽ sử dụng kinh phí từ đạo luật CARES của chính phủ liên bang để trang trải chi phí thực hiện. Theo thông tin từ Sở Y tế địa phương, 85 trẻ em dưới 1 tuổi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Nhi Rickhorn ở Nam Texas kể từ tháng 3. Một trong những em bé tại Bệnh viện Nhi Riscon ở Carpet Treaty, Nam Texas, đã tử vong. Các quan chức vẫn đang cố gắng xác định xem COVID-19 có phải là nguyên nhân tử vong hay không. Texas là một trong những tiểu bang mà số ca nhiễm virus corona đang gia tăng theo cấp số nhân. Cư dân Los Angeles đã xếp hàng dài tại một điểm xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7, do tuyên bố của Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, rằng tỷ lệ dương tính COVID-19 của tiểu bang đang trở nên ổn định. Chúng ta đã có 14 ngày liên tiếp giữ tỷ lệ lây nhiễm ở mức 7,4%. Điều này cho thấy sau những đợt tăng đột biến, thì giờ đây tỷ lệ lây nhiễm đã bắt đầu trở nên ổn định rồi. Tuy nhiên, những con số này vẫn có thể thay đổi nhanh chóng tùy vào ý thức của mọi người. Vì vậy, chúng ta cần phải hết sức lưu ý vì tỷ lệ này có thể quyết định khả năng mở cửa trở lại nền kinh tế và các trường học ở bang như những gì chúng ta đang hết sức mong đợi. Điểm xét nghiệm tại sân vận động Dodger hiện đang là một trong những nơi bận rộn nhất hạt Los Angeles. Mọi người đều đợi trong xe của họ và xếp hàng dài để chờ được xét nghiệm. Do tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên khó kiểm soát, những chủ siêu thị bán lẻ hàng đầu nước Mỹ như Walmart và Target đã bắt đầu buộc khách hàng phải đeo khẩu trang khi vào mua sắm kể từ ngày 20 tháng 7. Hiện nay đang có khoảng 65% trong số hơn 5.000 cửa hàng của Walmart nằm trong các khu vực được chính phủ quy định phải đeo khẩu trang. Bên cạnh biện pháp đeo khẩu trang, các chuỗi siêu thị của Mỹ sẽ gắn các biển cảnh báo để nhắc nhở nhân viên cũng như khách hàng thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng. Sau Walmart và Target, nhiều hệ thống bán lẻ khác của Mỹ như Kroger và Costco cũng tuyên bố sẽ bắt đầu yêu cầu khách hàng phải đeo khẩu trang khi mua sắm. Liên đoàn bán lẻ quốc gia và nhóm vận động hành lang chính cho ngành công nghiệp ở Mỹ cũng kêu gọi các nhà bán lẻ cũng nên áp dụng việc bắt buộc khách hàng đeo khẩu trang tương tự như các chủ siêu thị trên. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 12 ca COVID-19 đều liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga quá cảnh tại Belarus về sân bay Vân Đồn ngày 17 tháng 7. Những người này đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 385 là nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Bệnh nhân 386 là nam, 53 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Bệnh nhân 387 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân 388 là nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại cửa lò Nghệ An. Cả 4 trường hợp này sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Nam Định, được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 7 nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Mẫu được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu. Kết quả xét nghiệm ngày 20 tháng 7 có 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 4 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Bệnh nhân thứ 389 là Nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Bệnh nhân 390 là Nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Bệnh nhân 391 là Nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại huyện huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Bệnh nhân 392 là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Hưng Hà, Thái Bình. Bệnh nhân 393 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại Vũ Thư, Thái Bình. Bệnh nhân 394 là nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân 395 là nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Bệnh nhân 396 là nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Cả 8 trường hợp này sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Bình, được lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh này. Kết quả xét nghiệm ngày 19 tháng 7 có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 8 bệnh nhân đều được cách ly, điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 396 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 300 165 người đã khỏi bệnh, 31 bệnh nhân đang được điều trị ở các cơ sở y tế, sức khỏe đều ổn định. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 11.088 người, trong đó 111 trường hợp cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.949 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.028 trường hợp cách ly tại nhà nơi lưu trú. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho hơn 563.500 người dân trong tổng số gần 540.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đạt 99,4% với tổng số tiền hơn 587 tỷ đồng, trong đó có gần 100% hộ có công, hộ nghèo, bảo trợ đã được nhận hỗ trợ. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ với mức 500.000 đồng trên người trên tháng cho gần 32.500 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đạt tỷ lệ gần 100%. Cùng với mức hỗ trợ trên, gần 124.000 người thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đã nhận được hỗ trợ, đạt tỷ lệ 99%. Riêng hộ nghèo, cận nghèo, toàn bộ gần 110.900 người đã nhận được hỗ trợ với số tiền hơn 83 tỷ đồng, đạt 100% một tỷ lệ nhỏ người có công diện bảo trợ xã hội khoảng 0,3% chưa nhận hỗ trợ với lý do về quê, chưa liên hệ hẹ được, hẹn lần sau, đi nước ngoài. Về người lao động, nhóm đối tượng có quy mô lớn nhất bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là những lao động tự do, không có hợp đồng lao động, bị mất việc làm. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 182.200 người thuộc diện này, tính đến nay gần 181.000 người. Hơn 99,4% đã nhận được hỗ trợ với số tiền gần 181 tỷ đồng, 1 triệu đồng trên người trên tháng. Đến nay, thành phố cũng đã giải quyết cho hơn 53.000 người trong tổng số hơn 53.400 người, tỷ lệ 99,4% lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, hoãn việc do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 55 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố cũng đã hỗ trợ hơn 20.500 người trong tổng số hơn 21.300 người, chiếm 96% bán lẻ số số lưu động với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Về hỗ trợ giáo viên mầm non, bảo mẫu, thành phố đã hỗ trợ 12.803 trên 12.809 người, đạt tỷ lệ 9%. 99,9%. Ngoài ra, đối với công tác hỗ trợ các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng trên năm phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 4 năm 2020, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên hộ trên tháng, thành phố cũng đã chi hỗ trợ cho 1.279 hộ trong tổng số 1.565 hộ, đạt tỷ lệ 82%. Về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, thống kê cho thấy, Thành phố có một doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Đến nay giải quyết cho một doanh nghiệp với 12 lao động được vay hơn 44 triệu đồng. Ngày 21 tháng 7, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho hay, trong phương án trình chính, chính phủ, Vietnam Airlines sẽ sử dụng một máy bay A350 bay từ Hà Nội đến Bata, thành phố lớn nhất của Guinea Xích đạo rồi trở về. Tuy nhiên, phương án này có khó khăn là sân bay Bata không có khả năng cung ứng nhiên liệu cho đến ngày 10 tháng 8. Ngoài ra, cần bổ sung xe cứu hỏa tại sân bay nước sở tại để đảm bảo công tác cứu hỏa cho máy bay A350. Phương án 2 sử dụng máy bay A350 hành trình từ Hà Nội đến Bata rồi đi Malabo, thủ đô của Guinea Xích đạo trở về Hà Nội. Phương án này áp dụng khi sân bay Bata không thể cung ứng nhiên liệu nên phải bay đến Malabo để tiếp nhiên liệu. Phương án 3 là sử dụng máy bay A350 với hành trình Hà Nội đến Malabo rồi trở về, dự kiến áp dụng trong trường hợp sân bay Bata không thể đáp ứng yêu cầu bổ sung xe cứu hỏa. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam di chuyển đến sân bay Malabo khó khăn hơn so với đến thành phố Bata do sân bay này nằm ngoài đảo. Phương án 4, sử dụng hai máy bay A321, trong đó có một máy bay chở khách dương tính COVID-19, khoảng 120 người, một tàu chở khách bình thường với hành trình Hà Nội, Dubai, UAE, Bata, Jadda, Ả Rập Xê Út, Anedabad, Ấn Độ, Hà Nội. Phương án này thuận tiện khi giảm lây nhiễm trên tàu bay, tuy nhiên sẽ khó khăn trong việc xin cấp phép bay qua nhiều nước. Với bốn phương án trên, Vietnam Airlines đang chờ đối tượng cung cấp dịch vụ xác nhận về khả năng đáp ứng tại sân bay bộ giao thông vận tải đã đề nghị bộ ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao tại các nước làm việc với chính quyền sở tại để sớm cấp phép bay cho các chuyến bay nhân đạo đồng thời tập hợp hành khách và địa điểm thống nhất bộ y tế phải xây dựng kịch bản đảm bảo phòng chống dịch trên tàu bay và xử lý các tình huống có thể xảy ra đối với hành khách cử đủ bác sĩ nhân viên y tế đi cùng chuyến bay để chăm sóc người bệnh Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình xúc tiến kích cầu du lịch Quảng Ninh-Đà Nẵng năm 2020. Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh khai thác nguồn khách nội địa đi và đến hai địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm khôi phục và phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trong thời gian tới. Trong đó, tuyến bay Vân Đồn-Đà Nẵng sẽ được nối lại để phục vụ người dân và du khách. Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cam kết sẽ tổ chức chương trình nghỉ dưỡng cho công nhân ngành than đến Đà Nẵng. Tại hội nghị, Quảng Ninh và Đà Nẵng đã giới thiệu các chương trình giảm giá kích cầu du lịch của mỗi địa phương. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhiều tin tức mới, mời mọi người đăng ký để theo dõi.